Đây là hóa đơn bán ra số 109 với nội dung tiền thuê phòng. Cụ thể ở đây là tiền thuê phòng đối với lại dịch vụ phòng Superior mà giáo trình đã ghi chú cho các bạn để dễ hạch toán. Đồng thời, ngoài phí dịch vụ thuê phòng thì sẽ có thêm cả việc bán hàng hóa đi kèm như là bán nước táo tươi hoặc bán nước Dasani. Phản ánh nghiệp vụ hạch toán đối với dịch vụ tiền phòng thì chúng ta hạch toán nợ cho tài khoản 131, có tài khoản 5113, có tài khoản 33311. Còn đối với phản ánh doanh thu của việc bán hàng hóa thì chúng ta hạch toán nợ tài khoản 131, có 5111, có tài khoản 33311, đồng thời phản ánh giá vốn nợ tài khoản 632 và có tài khoản 156. Cụ thể thao tác trên phần mềm Misa thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn sẽ vào phân hệ bán hàng, chọn chứng từ bán hàng, chọn kiêm phiếu xuất kho, khách hàng là công ty trách nhiệm hữu hạn Trắc Đạt Thanh Bình. Tôi tìm kiếm tên Thanh Bình, có rồi thì tôi tích chọn luôn. Và ở đây chúng ta lưu ý là chưa thu tiền của khách hàng. Ngày hạch toán, ngày chứng từ, ngày mùng 7 tháng 1 năm tài chính. Xuống phần mã hàng, chúng ta chọn nước táo tươi. Lúc này là chúng ta đang phản ánh doanh thu của bán hàng hóa. Nợ 131 có 5111, có 33311, đồng thời phản ánh giá vốn nợ 632 và có 1561. Số lượng 8 lon hoặc là chai, đơn giá là 35.000. Tiếp theo là phí giặt là. Đây là phí dịch vụ buồng phòng. Nếu như có rồi thì các bạn tích chọn luôn, chưa có thì các bạn phải nhấn vào dấu cộng để thêm. Mã là phí giặt, tên là phí giặt là. Tính chất các bạn nhớ chọn là dịch vụ hoặc chỉ là diễn giải, không được chọn vật tư hàng hóa. Sau đó các bạn nhấn cất. Còn ở đây tôi có mã rồi thì tôi tích chọn luôn. Phí giặt là thì thuộc doanh thu của khách sạn nên tôi chọn 51133, doanh thu khách sạn. Số lượng đơn giá bỏ qua, thanh tiền là 1.460.909 đồng. Tiếp theo, tiền thuê phòng, có rồi thì tôi tích chọn luôn. Còn chưa có, các bạn phải nhấn vào dấu cộng để chúng ta thêm. Mã là tiền thuê phòng hoặc các bạn ghi là dịch vụ tiền thuê phòng. Tên là tiền thuê phòng, tính chất là dịch vụ, tài khoản doanh thu 51133, doanh thu khách sạn và có tài khoản 632333, giá vốn khách sạn, sau đó nhấn cất. Hoặc chúng ta chọn chỉ là diễn giải cũng được, rồi nhấn cất. Còn ở đây tôi có rồi, tôi thích chọn luôn. Tài khoản doanh thu là 51133. Số lượng các bạn có thể bỏ qua. Thành tiền 20.800.000. Tiếp theo là Dasani 350ml. Số lượng là 4 chai, đơn giá 20.000. Sau phần thuế, chúng ta chọn thuế giá trị gia tăng 10%, chuột phải sao chép cho các dòng phía dưới. Ở phần giá vốn thì chúng ta lưu ý chỉ có hàng hóa, phần mềm phản ánh giá vốn luôn. Còn đối với dịch vụ thì khi chúng ta tính giá thành thì chúng ta sẽ kết chuyển chi phí sau. Và đối với đơn giá vốn, tiền vốn của hàng hóa thì khi chúng ta tính giá xuất kho, phần mềm sẽ tự động cập nhật. Sau phần thống kê, đối với mảng dịch vụ thì các bạn phải nhớ chọn công trình. Ở đây là dịch vụ khách sạn của phòng Superior. Sau đó tôi chọn dịch vụ công trình là khách sạn Superior. Sang hóa đơn, chúng ta kiểm tra số hóa đơn. Tổng tiền hàng, tiền thuế, tổng thanh toán 24.883.000. Bằng tổng thanh toán ở trên hóa đơn. Thì các bạn nhấn cất để hoàn thành việc hạch toán. Do chúng ta hạch toán bán ra tích vào kiêm phiếu xuất kho. Do đó phần mềm tự động cập nhật phiếu xuất kho và giá vốn đi kèm. Chính vì vậy, phiếu xuất kho đằng sau hóa đơn bán ra số 109 này, các bạn không cần phải hạch toán nữa. Đóng lại phần mềm cập nhật chứng từ trong phân hệ bán hàng, tab bán hàng. Chọn kỳ các bạn cần xem, nhấn lấy dữ liệu. Nếu như chứng từ bị sai thì các bạn click mở chứng từ ra, nhấn bỏ ghi và nhấn sửa. Sửa thông tin đúng thì nhấn cất như bình thường. Tôi vừa hướng dẫn cho các bạn hạch toán hóa đơn bán ra tiền thuê phòng trên phần mềm Misa.